Good to Gaming Day, xin chào các bạn. Không biết là các bạn có còn nhớ cái video tuần trước mà mình đặt cái tựa đề là game nhại có cái cảnh chiến đấu cực gắt không? Thì đây chính là phiên bản chính thức của game đó các bạn ơi. Delena Simulator. Thì mình thấy là mới vào ấn tượng đầu tiên của mình là mình thấy là phiên bản trước hình như là đẹp hơn hay sao ấy. Đúng là phiên bản trước trông đẹp hơn. Mái tóc thì mọc ra sừng trông cũng rất là ngầu, nhưng mà lần này là trông khá là bình thường các bạn. Đó, để mình xem, mình thấy hơi lag. Có thể chỉnh cho đồ họa nó bớt lag đi được không? Ủa? Mình đang chỉnh đồ họa thấp nhất mà nó lại lag như thế này, thì không biết là chỉnh cao nhất nó sẽ như thế nào các bạn. Khá là tò mò thử chỉnh cao xem. Mình thấy game của bà đứng luôn rồi. Hoài đừng có đùa chứ. Cuối cùng cũng tắt được cái đó rồi. Ở đây mình mở đồ họa cao nhất này các bạn. Nó cũng vẫn lát như thế thôi. Nó vẫn lát như thế thôi, nhưng mà nói chung là game này mình thấy là đồ họa tóm lại là chất lượng rất là cao. Mình có thể nhạc được lên không? Mình không biết là nút nhạc lúc nào nữa, bởi vì nó không hiện lên nhé các bạn. Ê, học sinh à? Ở đây chúng ta có thể thay đồ không? Cười được luôn. Game này thì như mình đã nói vào tuần trước là không có âm thanh. Game này không có âm thanh cho nên là các bạn chỉ thể nghe được BGM thôi. Chứ cười không nghe thấy tiếng gì luôn. À đây là lúc ngồi à. Đây là lúc ngồi. Ồ, thay đồ à. Thấy đồ xong rồi đồ vẫn như thế là như thế. Rất là ảo các bạn ơi. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào thế? Đang ở chỗ nào mà sao mình thấy là cái sàn nó phản chiếu ánh sáng luôn. Ôi. Chúng ta lại ở đảo trên không nữa. Lần trước là chúng ta cũng ở đảo trên không các bạn, lần này chúng ta vẫn ở đảo trên không luôn. Những đứa này thì mình lại gần có được không? Được các bạn. Không giống như là hồi nãy. Đây đúng thật là đảo trên không rồi. Hồi nãy giờ mình cứ để là thấy có cái đĩa nằm ở chính giữa như thế này, không biết đây là cái gì. Nó bay lơ lửng này, không tác động được gì cả các bạn ơi. Rồi thôi vào trường thử chứ. Bên đây có đường đi ra, nhưng mà mình có cảm giác như là nếu mình đi ra là mình sẽ không quay trở lại được quá. Cho nên là vào trong trường trước nhá. Đây là gì thế? Tủ dây à. Chỉ có đúng một cái tủ dây ở trong đây thôi các bạn ơi. Chứ là để dành cho bản thân nhân vật chính. Đây là một học sinh bình thường thôi. Đây là học sinh đúng không? À đúng rồi, học sinh các bạn. Chắc là vậy. Không thấy đề không thấy cái bảng. Cái bảng mà đeo ở tay. Cho nên không biết là đó phải học sinh hay không. Đây là kiểu lớp học gì đây? Thường là có tranh vẽ. Rồi ghế ngồi là như nào? Ngoài chỗ này lại là một cái chỗ mà mình nghĩ là khi mình bước xuống là mình... Ở đây được các bạn. May quá. Có cầu thang. Cứ tưởng là bước xuống là không quay trở về được. Nhưng mà... có những nơi vẫn rất là nguy hiểm các bạn. Mà game này là mình thấy là điều khiển nó cũng hơi bị khó này.
Cứ mỗi lần mà mình quay ngược lại, mình có cảm giác như sắp sửa rơi xuống dưới. Hôm nay lớp học đây các bạn. Hình như là chúng ta có thể vào học đúng không? Lần trước là mình không đủ sức mạnh, cho nên mình không làm gì được cả. Đúng là có những cái màn đánh đấu đá rất là gắt, nhưng mà có điều là không tiêu diệt được kẻ thù. Qua đây xem nào. Ơ, có xương thượng à. Ở trường này mình thật sự thấy rất là ảo. Có những nơi mà cực kỳ nguy hiểm nữa các bạn. Nếu mà chúng ta đi lố qua, chúng ta rơi xuống cái là không bao giờ quay trở lại được nữa luôn. Thử lên trên cầu thang xem. Đây là một cái bẫy à. Ôi à! Rồi, lại xin chúc mừng nữa rồi các bạn ơi. Omedetto rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử là vào trong lớp học cho các bạn, coi là chúng ta có thể học được không. Chứ mà nếu không học được thì cũng hơi chán đó nhá. Rồi, đúng như cái điều mình lo sợ các bạn ơi, nó đã xảy ra và chúng ta không học được các bạn. Chúng ta không học được rồi. Ở đây là có bạn đây này, các bạn lịch. Đây kiểu như là một cái trường học mà chú trọng về bộ môn mỹ thuật kìa. Chỉ có đúng một cái lớp học thôi, còn lại có thể tận hai phòng có thể vẽ. Rồi thử xem có nhặt vũ khí được hay không cái đã. Khoan. Thử đánh một cách bình thường xem. Sao đứng sát thế? Sao đứng sát thế? Cái cười trong game này nhìn nó khá là khúm núm các bạn. Nghĩ chắc là chúng ta cần phải nhặt vũ khí chứ không thể nào mà tấn công một cách bình thường được rồi. Vũ khí là cái này à? Nhặt được rồi các bạn ơi. Nói chuyện được nữa à? Có thể nói chuyện được à? Thử xem. Thực sự nói chuyện được các bạn. Mình thấy chuyển động của nhân vật cũng khá là chất lượng đấy chứ. Có đi theo không? Đơn giản thế. Mình kêu một lần là cả hai cùng đi theo luôn. Game này khá là tiện lợi các bạn ơi. Em thấy chỗ này là ok nhất này. Chỗ này là mặc dù là ở phía kia là có thể nhìn thấy ra tận chỗ này được, nhưng mà nếu mình đứng ở đây thì chắc là không sao đâu. Thử xem là lần này là có cảnh chiến đấu xịn hay không chứ. Mình khá là thích cái cảnh chiến đấu đó các bạn. Đi chậm á, đi thực sự rất là chậm luôn ấy. Cứ tưởng là không đi theo nữa luôn rồi. Cây ô được à? Cây ô tức là mình chỉ làm cho bất tỉnh thôi các bạn. Game này quay lại hơi giật lát. Tại sao lại giật lát như thế?
Có phải là do mình chỉnh đồ họa lên tối đa không? Đừng có đùa chứ, làm ơn đây. Mình đang còn rất là nhiều điều muốn thử. Hồi nãy rõ ràng là hiện lên chữ KO cơ mà bây giờ là sao lại như này rồi? Chả hiểu các bạn ơi. Phải đứng trước mặt thì mới hiện lên chữ KO à. Này không biết là KO này là như thế nào đây. Lại mình định nói là game này có vẻ tốt bụng các bạn ơi. Khi mà cần làm bất tỉnh là chúng ta là bất tỉnh thôi, chứ không làm gì khác cả nữa. Không tác động gì được à. Tỉnh dậy thật các bạn. Đúng là tỉnh dậy thật. Đáng tiếc là không thể chạy ra được rồi chứ. Game này tốt bụng các bạn ơi. Chúng ta KO thôi, hiểu là bất tỉnh thôi, chứ không gọi là thanh trừ. Ấy vào một sau một khoảng thời gian nhất định là sẽ tỉnh dậy. Ê, tỉnh dậy rồi đây. Khi mà tấn công từ phía sau là sẽ mặc định là KO. Biến mất luôn. Thử xem nào, KO được không? KO được luôn. Thử coi xem có hồi phục lại không nhé các bạn. May quá có thể hồi phục lại. Oai, tỉnh dậy xong rồi đứng đây một cách kiểu rất là bình thản luôn các bạn. Đâu bây giờ mình thử sử dụng chức năng còn lại xem. Chắc là không tỉnh dậy được nữa rồi. Thật sự là cái animation khi mà chọn cái chức năng còn lại là mình thấy là khá là gắt đấy các bạn. Tự rồi luôn. Ấy, cái tim vỡ luôn. Hay là cái hình trái tim là biểu hiện cho HP đây. Giống chung mày ráp các bạn. Lúc mà phát hiện ra thì cũng có phản ứng nhá, có phản ứng một cách rất là đầy đủ. Rồi 0% luôn. Đâu để xem thay đồ được không. Uầy, ai đấy? Tôi thực sự thay đồ được các bạn. Ai đấy? Cảnh sát là một cái ảo ảnh gì đó các bạn ơi. Trong màu trắng, khá là giống ảo ảnh nhưng mà không ngờ là cảnh sát. Đừng nói game đến đây là hết rồi chứ. Rồi. Game đến đây là hết rồi các bạn ơi.